Chào các bạn, hôm nay là sáng chủ nhật. Cảm ơn các bạn đã trở lại với cái channel của mình. Và hôm nay mời các bạn cùng mình đến chùa Viên Thông Tự nha các bạn. Đây là một ngôi chùa ni lớn nhất ở thành phố Houston. Chùa này là do sư Thanh Lương chủ trì và sư Minh Liên làm sư giáo thọ ở chùa Viên Thông Tự. Hôm nay có một buổi lễ rất là lớn. Do thầy Pháp Hòa đã về đây có 3 ngày tu học ở nơi đây, cho nên 3 ngày nay ở Viên Thông Tự rất là đông xe Phật tử đến để mà nghe thầy Pháp Hòa. Nên mời các bạn cùng mình hôm nay vào viếng thăm Viên Thông Tự. Ăn sáng hả? Sáng, đây hôm nay gì vậy? Á lộn của anh trai. Khỏe khỏe, quán nước mát mình cũng đắt quá ha. Hello hello, đây là nơi để các bạn tự ăn xong rồi rửa chén nha. Hello hello, thank you.
chuyện thôi. Phật tử số 67 nhuận tề thương. Phật tử số 86 Trần Ánh Hương. Phật tử số 87 Thị Phương Thảo Hà. Xin mời Phật tử số 10 Mai Hà Pháp Nhân. Xin thấy tôi đây là Thảo đạo thờ
nếu không sinh sự sự nào có sinh, nhớ muôn chánh niệm để đừng sự sinh mới. Nhớ mấy câu này từng tập hàng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, dựng tâm chánh định để lòng an vui phố dòng sự sinh. Để mỗi khi mình sắp sửa sinh sự với ai hay là mình nói tại anh sinh sự không? Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự sự nào có sinh, nhớ luôn chánh định để lòng an vui muốn dòng sự sinh. Yeah.
mình lúc nào cũng mình thì mình sẽ làm cho người ta sẽ có nơi để còn đi được cùng lúc rồi xong rồi tư kinh pháp rồi chưa phải ôi chị đọc bà con cũng muốn vô chọc dạ chọc cũng được không được dạ các con xuất hàng nha sư phụ xuất hàng dạ à, chắc còn lâu lắm qua bên đây nè, qua bên đây không đều, qua bên đây, qua bên đây. Đây là sư phụ Thanh Lương, chủ trì của Viên Thông Tự. Tiền nào mà cướp tiền trong các quân sự, con người tiền nào để quên với tiền ngoại.
Vị nào có điều có quy y xin qua hội trường cũ hồi nãy chỗ thượng tọa thuyết pháp để nhận điều hộ giới. Bán xôi cho dùng gì tôi con bán hết rồi thầy. Hả? Thầy
sáng ai lên xin tiền và vô mua ảo sâu dùng vậy? Ủa đâu có thể ra. Dạ đi lúc này thầy. Đi lúc nào? Dạ đi lúc này thầy. Thầy đi bộ thầy đang nghe thầy sắp không biết. Thầy. Đây hả? Dạ đó. Thầy thầy. Thầy cho con nắm tay thầy dạ. Cái đi thầy. Nắm tay thôi lột thầy. Dạ thầy đó. Thầy thầy chú. Rồi chụp ba người rồi. Bên này à hả? Bán gì mà kêu bán lang thang. Anh cũng có ta khoai mu xe ra đài quan dạ, dạ, để phát quán luôn dạ, con sẽ dạ, con chạy xe ra giờ xe vẫn tiêu không có Hình qua bên kia xếp hàng chị.
anh cầm máy làm chi? Tại anh nói anh đứng đây thôi. Dạ thầy, thầy cùng vô thôi, cùng hút. Can you move up there? Please. Quay phim thôi. Dạ không được rồi chị. Xin lỗi chị nha. Em biết bạn biết chị là ai nhưng mà. Nhìn đây nha, nhà nhìn đây. 3 minutes nha. Nguyên hoàng. 1, 2, 3. Ở đây tại chụp tại sao mà đứng đây vậy chị? Bye.
Xong rồi phải không? Ừ. Anh cô dọn dẹp xong cái rồi.